trong các hoạt động sinh hoạt chính trị, văn hóa diễn ra tại lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nghi lễ chào cờ hàng ngày luôn để lại tình cảm trân trọng, thiêng liêng và niềm tin sâu sắc trong lòng đồng bào và bầu bạn quốc tế. Sáng nào cũng vậy, cứ vào 6 giờ mùa nóng hay 6 giờ 30 phút mùa lạnh, khi ánh bình minh buổi sớm ban mai chiếu rọi, cùng với giai điệu bài hát Tiến bước dưới quân kỳ vang lên, 34 cán bộ, chiến sĩ trong đội tiêu binh danh dự của Bộ đội Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tượng trưng cho 34 cán bộ, đội viên đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân ngày đầu thành lập, hùng dũng tiến bước ra quảng trường Ba Đình lịch sử để thực hiện nghi lễ chào cờ hàng ngày trước lăng Bác. Dẫn đầu đội hình là đồng chí khối trưởng, tiếp theo là 6 đồng chí trong tổ quốc kỳ, tổ quân kỳ và khối nghi lễ gồm 27 đồng chí xếp thành 3 hàng dọc, 9 hàng ngang ngay ngắn. Đây là những cán bộ, chiến sĩ được lựa chọn, thật sự tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, quân dung đẹp và sức khỏe tốt, đã trải qua thời gian huấn luyện, rèn luyện công phu về điều lệnh đội ngũ và nghiệp vụ tiêu binh danh dự. Tất cả cán bộ chiến sĩ đều mang trên mình bộ quân phục nghiệp vụ chỉnh tề của Bộ đội Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mọi người cùng thực hiện động tác đúng, đều, mạnh, đẹp. Trên quảng trường bao la rộng lớn, theo nhịp bước quân hành, cả đội hình thẳng hướng tới chính giữa quảng trường Ba Đình, trước cửa lăng Bác, trong sự chăm chú theo dõi và trầm trồ khen ngợi của đông đảo đồng bào và khách quốc tế cùng tham dự buổi lễ. Đứng lại! Đứng! Xuống xuống! Xuống! Bản nhạc vừa dứt, cả đội hình dừng bước cùng hướng về lăng Bác để chuẩn bị làm lễ. Ba đồng chí trong tổ quốc kỳ tách khỏi đội hình, chậm chậm, từng bước đi nghiêm, trên tay nâng niu lá cờ tổ quốc, nhẹ nhàng từng bước tiến lên bục cao để thực hiện động tác liên kết lá quốc kỳ vào cột cờ chính. Cả quảng trường im phăng phắc, thời gian như ngừng trôi, không gian như lắng lại. Tất cả đang mong chờ giây phút chào cờ thiêng liêng nhất. Sắp đến giờ cử hành lễ chào cờ, đề nghị đồng bào trên khu vực quảng trường ngừng mọi hoạt động, đứng tại chỗ, hướng về phía cột cờ để nghi lễ được thực hiện trang trọng. Việt Nam đi, chung lòng yêu quốc.
Khi lá cờ Tổ quốc đã phần phật tung bay trong nắng sớm, mọi người cùng thời gian, không gian như bừng tỉnh, tự hào thay hai tiếng Việt Nam. Những chiến sĩ trong Tổ quốc kỳ lại chậm chậm theo từng nhịp bước đi nghiêm, lặng lẽ trở về hàng ngũ, hòa cùng vào với đội hình nghi lễ. Bên phải, quay! Và xuống! Vâng! Đi đâu? Vâng! Bản nhạc tiến bước dưới quân kỳ tiếp tục vang lên, giai điệu bài hát trầm bổng. Vầng đông đã hừng sáng, núi non xanh ngàn trùng xa, Tổ quốc bao la hiền hòa, tươi thắm bóng cờ vờn bay trên cao. Muôn trái tim này hòa nhịp cùng ngàn lời ca trong sóng lúa, lấp lánh sao bay trên quân kỳ. Hình ảnh Tổ quốc Việt Nam tươi đẹp, hào hùng qua hàng ngàn năm lịch sử hiện ra trong từng lời ca sâu lắng, vừa dạo dực bâng khuâng, vừa như lay động thôi thúc lòng người. Đồng thời cũng như nâng bước các chiến sĩ tiêu binh danh dự, hãy bình tĩnh, tự tin cùng tiến lên phía trước, về phía bắc quảng trường Ba Đình. Đội hình từ từ ngang qua đường Hùng Vương, rồi hướng trở về trước lăng Bác để chuẩn bị duyệt đội ngũ. Màu trắng tinh khôi của những bộ nghĩa lễ phục mang trên người các chiến sĩ tiêu binh đã hòa quyện với màu xanh tự nhiên của cỏ, cây, hoa lá trước lăng Bác, thêu dệt nên một bức tranh sinh động trong nắng sớm ban mai, làm lắng động lòng người. Trước cửa lăng Bác, toàn đội hình cùng nâng súng nhìn bên phải chào. Động tác thật nhanh, mạnh và dứt khoát. Những gương mặt tươi tắn ánh lên niềm tin của các chiến sĩ trẻ quân đội nhân dân Việt Nam đều hướng về phía lăng, nơi Bác Hồ đang yên nghỉ, như để thưa với Bác rằng chúng cháu rất vinh dự, tự hào được thay mặt tuổi trẻ cả nước giữ yên giấc ngủ của người. Chúng cháu nguyện sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại, quyết tâm bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh như người hằng mong đợi. Dẫu thời tiết nắng nóng hay mưa dầm gió bấc, ngày nào cũng vậy, từ hơn 11 năm nay, kể từ ngày 19 tháng 5 năm 2001, nhân dịp kỷ niệm 111 năm ngày sinh của Bác, lớp lớp các chiến sĩ tiêu binh danh dự, những thanh niên ưu tú của các tỉnh Hòa Bình, Thái Bình, Hải Dương, Hưng Yên, Ninh Bình, Nam Định, Hà Nam, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Nghệ An, Hà Tĩnh đều nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đặc biệt, thực hiện trang nghiêm nghi lễ chào cờ hàng ngày trước lăng Bác, để mãi mãi gắn kết hình ảnh Tổ quốc Việt Nam, lãnh tụ Hồ Chí Minh trong lòng đồng bào và bầu bạn quốc tế tới nơi quảng trường Ba Đình.